Yo 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 và hôm nay khỏe không tất cả anh em? Dũng Senpai đây và chào mừng anh em đã quay trở lại với GTA 5. Một cái khoảng thời gian rất là dài rồi mình mới quay lại chơi GTA. Trên đường tới đây thì có đụng chạm với vài thanh niên nên người có dính một ít máu me, anh em thông cảm. Và hôm nay mình quay lại chơi cái tựa game này là bởi vì mình vừa tìm ra được một cái mod xe cũ rất là buồn cười. Và mình muốn cho anh em cùng xem. Có cái tên cũng rất là buồn cười không kém, đó chính là những chiếc xe hài hước, Funny Vehicle. Được rồi, thì để xem là cho cái mod này nó có những cái gì. Xe lăn thật kìa. Ok fine. Ok, và chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn trong tựa game GTA 5. Nhìn nó với chiếc xe mô tô thì là có một sự khập khiễng không hề nhẹ ở đây. Và what? Mặc dù ngồi trên xe lăn nhưng anh ấy vẫn tay anh ấy vẫn quay như đúng rồi. Đây là cái tay đang múa vô lăng anh em ạ. Đúng rồi, cái tay này là cái tay đang múa vô lăng trong xe kìa. Ê, chào hai sếp. Hai sếp thấy người lái xe lăn trong GTA 5 lần nào chưa sếp? Hello sếp. Fuck you sếp. Yeah. Chưa tông nữa mà đã ngã rồi. Lâu rồi mình mới chơi lại GTA 5, thực sự là rất là hay luôn, rất là phê. Chén đường, đây là đường dành cho người lái xe lăn, chén đường. Fuck you. Chén đường. Oh my god. No. Người lái. Em bị tật nguyền nữa mà nó cũng gọi cảnh sát nữa kìa. Không sao rồi, à một sao rồi. Chết rồi, đậu xe. Chạy rồi. Oh no. Sếp ơi, đừng bắt em sếp ơi. Please. Đừng bắt em sếp ơi. Oh fucking no. Trời ơi, em là cái thằng bị dị tật rồi mà nó còn kéo cảnh sát tới rượt nữa. Đậu xanh quỳ. Oh shit man. Fuck you police. Đừng bắn. No. Đừng bắn please. Đừng. Thôi chạy. Đừng. Đậu nó còn chặn được các kiểu. Mà 4-5 thằng lên lặn đi đuổi một thằng bị tật nguyền này. Quỳ bị thằng bị dị tật. Đậu xanh. Tôi què chân rồi mà tụi nó còn đuổi nữa. Oh shit. Tay lái lụa nhập nhanh nhập công Vinh công Phượng nhập lết các kiểu con là điều. Wow, nó này đừng. Đừng bắn. Nó chuẩn bị ra bắn mình à. Nó chuẩn bị cầm súng ra bắn mình à. Em thề đấy men dài mà, em thề đấy. Chân em bị dị tật, em không đi được. Oh fuck. Em nó xạo đấy. em chạy đấy. Em nó xạo đấy. Oh shit. Bắn ơi, oh shit. Toilet. Oh my god, toilet. Mình không tin được là cái người tạo ra cái mod này lại nghĩ ra được một cái phương tiện mà nó không thể nào mà nó nó bựa được hơn được nữa luôn. Vãi nồi toilet. Yeah, đây là toilet đặc biệt siêu siêu chế dành cho Yu Senpai. Ê, sếp, nhìn xe của tôi này. Xe của sếp làm sao mà ngầu bằng xe của tôi được. Này, nhìn xe này. Mẹ, có lần nào sếp đã lái được xe toilet lần nào chưa sếp? Fuck you sếp, motherfucker. Ê, đợi với sếp ơi, từ đừng chạy sếp. Đâu, đi trên đường với một chiếc xe toilet. Không còn gì có thể áo hơn được nữa. Đừng. Oh my god, đã bảo là đừng chạm vào xe toilet của tôi. Chị ơi, cần đi vệ sinh không chị ơi? Dài, cần đi vệ sinh không chị? Oh. I'm so sorry, sếp ơi, em xin lỗi. À, mình tới hỏi nó có đi vệ sinh không. À, tông gãy cái cửa nó luôn. Quên đi. Giai em sẽ để cho anh Giai sau. Sếp ơi, cần đi toilet không sếp ơi? Cần đi vệ sinh không? Này, em nhường cho đi vệ sinh nè. Không đi vệ sinh nè. Xin lỗi. Ép người quá đáng. Cái này gọi là ép người quá đáng rồi. Yeah boy, tốc độ tối đa nào. Oh. Holy. Anh em đã bao giờ thấy toilet có thể đâm nát cột điện chưa? Chắc anh em chưa thấy bao giờ vậy phải không? Bây giờ anh em thấy rồi đấy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ có một pha toilet lao xuống núi. Đi, let's go boy. Oh shit, oh no. Ôi giời ơi. Quay 360 độ, vẫn còn sống ngon. Không vì sao cả. Vẫn còn sống ngon, toilet xịn nhất hệ mặt trời đấy rồi. Còn sống ngon, chạy. Bad toilet ever. Ê, shit.
À, xin lỗi anh Dài. Anh Dài thấy toilet cứng nhất hệ mặt trời không? Ở đâu xe. Ok ok không phải bây giờ, được rồi. Được rồi, em đi đây, em xin lỗi. Anh Dài ơi. Anh Dài, tặng cho anh Dài một toilet free miễn phí, có thể đi bồn cầu ngay khi làm việc xong. Ok, miễn phí luôn nha, không cần phải trả tiền luôn anh Dài. Ok, em đi đây. Tạm biệt anh Dài. Free toilet luôn á. Được rồi, và chúng ta sẽ tìm thêm một vài chiếc đặc biệt nữa. Sofa. Sofa. Ok, ok, ok. Trong này toàn là me. Xe khủng hoảng tinh thần không? Vãi nồi sofa. Sofa. Best xe ever. Ngạc nhiên chưa? Anh bạn ngạc nhiên chưa? Chắc chắn là sẽ rất là nhiều người ngạc nhiên với me chiếc xe có 102 này. Sofa, lady and gentlemen. Trời ơi, anh bạn ơi. Ê, còn nhiều slot này anh bạn. Lên xe. Chưa thấy xe sofa bao giờ à? Vẫn còn slot cho anh bạn cùng ngồi này. Sao? Cái gì cơ? Không muốn ngồi á? Này thì... Tính quay lại chơi mình kìa. Nó tính quay lại chơi mình kìa. Đừng. Oh man, fuck you. Đây, lên ngồi luôn anh bạn. Đây, lên ngồi anh bạn, lên ngồi. Ok, vẫn còn slot, lên ngồi. What the fuck, man? Oh shit. Vậy là anh bạn muốn chơi phải không? Không muốn ngồi ghế sofa mà muốn chơi. À, là đây. Muốn chơi mày. Mày chơi mày. Một đạp vào dãi mà. Fuck up. Đấy là chú tự rước hỏa vào thân đấy nha. Chứ em không có định oánh đâu. Là chú tự rước hỏa vào thân đấy. Em đi tiếp đây. Hey, hello dog. Oh shit. I'm so sorry, man. Mình lỡ tông con chó đi bụi rồi. Oh shit, vậy là anh bạn này chuẩn bị. Thôi em xin lỗi. Đừng, em xin lỗi. Em không cố ý tông chó của anh. Xin lỗi. Sorry. Đừng. Thôi. Oh shit, fuck. Được rồi, và chúng ta sẽ tìm một chiếc xe nào đó ngầu ngầu hơn xí nữa đi nào. Rocket. What the fuck. Ok, rocket. Ok, fine, rocket. Chúng ta đang lái một cái tên lửa này mà. Oh my god. Trời ơi, chú mày dám tông tên lửa luôn. Đậu xanh quỳ. Không gì có thể mà phải nói là một chiếc xe không thể nào mà ảo lòi hơn được nữa. Đó chính là chúng ta đang lái một chiếc rocket này mà. Oh shit. Tụi này như điếc không sợ súng rồi. Nó tông luôn cả rocket này. Mấy chú phải biết nhường đường cho xe của quân đội chứ. Ẩu thế nhờ. Mấy thanh niên này mắc ẩu luôn. Tôi thì vào làn đường rồi thì không phân cao thấp gì cả. Chúng ta đều phải đi đúng làn đường của mình này mà. Không bắn được à? Cái rocket này nó không bắn được. Cái gì đây? Một quả cam siêu bự. Oh, really? Ok, đó là một quả cam và anh nồi cam. Nó, cái set mod này nó một đống xe, toàn mấy cái xe kỳ dị không. Xin chào, cam này, có ai cam không? Ai cam không? Ok, và chúng ta sẽ có một pha lăn của quả cam từ trên đồi xuống. Để xem là nó có giống quả cam lăn ngoài đời thật không. Xuống nạp dài, đi, let's go boy, let's go. Đi nào, let's go. Oh fuck. Không thấy người đâu luôn. Không thấy người đâu, chứ thấy một quả cam. À, chúng ta vẫn thấy một quả cam hình tròn. Đấy, đúng rồi. Rồi, chỉ khi nó nằm xuống đất thì nó mới bị mất một xí thôi. Chứ thực ra nó vẫn còn tròn. Ê, ăn luôn con thỏ. Không ăn được. Oh my god. Oh shit. Quỳ vãi xe. Trời ơi, chúng ta là một cái radar siêu bự luôn em ơi. Oh my god. Cái mod này nó cho phép mình lái bất cứ cái thứ gì mà kể cả một cái radar mình cũng lái được luôn. Quỳ. Vô xe rồi. Đừng nói là mình có thể lái được nguyên cả một cái chạm sắt to đùng kia luôn nha. Cái chạm điện kia kìa. Vãi nồi nó chửi kìa.
Thực sự là nhìn cái radar này nó chạy trên đường chắc chắc tôi xỉu luôn quá. Vãi nồi. Ngạc nhiên chưa? Mến Giai ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên với xe của em chưa? Đấy. Mến Giai tôi thấy radar lái trên đường bao giờ phải không? Bây giờ thì thấy rồi đấy. Look out, man. Oh shit. Sorry man, sorry. Mấy cái xe container không là gì so với cái radar này cả. Nó to phải gấp 2, gấp 3 lần luôn. Wow. Ok, và chúng ta sẽ thả cái radar ở đây. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa bà con? Ngạc nhiên chưa? Bên dài ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Và đó chính là cái ATM anh em ạ. Ngạc nhiên chưa mấy team? Mấy team ngạc nhiên chưa? Sorry man. Sorry các bạn. Trời ơi. Oh shit. Cái ATM quá ghê. Để xem cái ATM có thể tăng tốc được bao nhiêu km trên giờ nào. Thực sự là chạy rất là nhanh luôn. Oh my god. Wow. Lái nguyên một cái con tàu trên đường luôn. Cả này thì thôi mới khỏi bàn. Cả này còn hơn cả ngạc nhiên nữa. Trời ơi, đây đúng là cosplay xe ảo diệu nhất trong GTA 5 luôn. Yes. Boy, trên này có party này anh em. Trên này có tiệc này. Lên xe. Anh nhầm, lên tàu. Come on, trên này có tiệc này. Tiệc free luôn nha. Tiệc free. Lên tàu này bà con. Không có ai muốn lên đây. Này thì không lên. Trời ơi, đi free rồi mà còn không thích nữa. Vãi rồi. Chơi GTA lâu rồi mà tôi chưa bao giờ lái một cái tàu trên đường mà. Ok. Rồi. Nhìn cái này thì tôi cạn lời luôn anh em ạ. Ok thì rất cảm ơn anh em đã xem mình chơi cái mod những chiếc xe vui nhộn phần đi với hai cô này. Và cảm giác lâu rồi mới chơi lại GTA thực sự rất là vui luôn. Được rồi thì rất cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và chúc ngày tốt lành. Bye bye.